Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta học phần cuối của bài số 2, hai đường thẳng song song. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần thứ hai. Mục hai nhỏ đó là tính chất cơ bản về hai đường thẳng song song. Phần tiếp theo, hôm trước chúng ta đã có định lý 1 và định lý 2 rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần này. Trên mặt phẳng, như các em đã biết, thì cho ba đường thẳng ABC này. Nếu hai đường A và B nó song song với C, A song song với C, B song song với C, thì chúng ta có A và B nó song song với nhau. Tức là trong ba đường này phân biệt nó có hai đường song song với đường thứ ba, thì hai đường đó nó song song với nhau. Đây là kiến thức cơ bản mà các em đã biết. Thì thay đổi một tí cho các em thấy. Ở đây thầy chỉ nói là A song song với C, B song song với C, thì ta kết luận là A song song với B. Tức là nội dung của cái kiến thức này đó là gì? Ta để biết trong mặt phẳng hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Tức là ba đường thẳng này phân biệt kẻ. Chúng ta nhìn trên nhìn xuống các em này. Ta nhìn trực diện giống như trong mặt phẳng các em vẽ trên giấy đó. Còn đây là chúng ta nhìn ở trong không gian. Thì chúng ta lưu ý cái kiến thức này. Nếu đường thẳng A không trùng với đường thẳng B, tức là hai đường thẳng phân biệt, A song song với C, B song song với C, thì ta kết luận là A song song với B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba, tức là ba đường thẳng phân biệt, thì hai cái đường thẳng này song song. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là trong không gian, vấn đề này nó có còn đúng được không? Thì theo các em trong không gian còn đúng được không? Thì các em tự quan sát cái sóng cửa sổ. Cái người thờ họ làm cái sóng cửa sổ thì họ cứ làm là đường thứ nhất thì song song với đường thứ hai, rồi họ tiếp tục hàn cái đường thứ hai song song với đường thứ ba. Thì kết quả cuối cùng là các em thấy cả cái sóng cửa sổ nó như thế nào nhỉ? Nó song song với nhau. Như vậy là chúng ta có một cái kiến thức trong hình học, không gian nó cũng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu và đi chứng minh. Câu hỏi khám phá tiếp theo này. Trong không gian cho ba đường thẳng ABC không đồng phẳng. ABC không đồng phẳng các em. Tức là mình sẽ đồng phẳng thì như trường hợp vừa rồi thầy đã nói với các em là trên mặt phẳng. Bây giờ mình sẽ trường hợp là ABC không đồng phẳng, tức là nó không cùng nằm trên một mặt phẳng. A và B cùng song song với C, cũng giống như lúc nãy vậy. Bây giờ người ta gợi ý này, gọi M là điểm thuộc A này, D là giao tuyến của mặt phẳng AC này và mặt phẳng MB. Như hình 13 thì tí là thầy vẽ sau, trong sách các em đã có rồi. Do B song song với C nên ta có D song song với B và D song song với C. Tí nữa thầy giải thích cái chỗ này cho các em một tí. Bây giờ người ta hỏi là giải thích tại sao D phải trùng với A, từ đó kết luận về vị trí giữa A và B. Thì cũng giống như lúc nãy thôi. Thì bây giờ người ta gợi ý để chúng ta chứng minh. Thì bây giờ chứng minh thì chúng ta phải đi vẽ hình cho ba cái đường thẳng ABC các em không đồng phẳng, như các em không đồng phẳng. Thì xoay cho các em thấy là nó không đồng phẳng nhé. Các em thấy không đồng phẳng không? Không đồng phẳng. ABC là ba đường thẳng không đồng phẳng. A và B cùng song song với C nha các em. Đường thẳng này song song với C này. Đường thẳng này cũng song song với C này. Bây giờ người ta hỏi là cái đường thẳng A này với cái đường thẳng B này có song song với nhau không? Thì như vậy là chúng ta đã biết nó song song. Thì bây giờ chúng ta đi chứng minh. Thì bây giờ thầy vẽ hình ra nhỉ. Bây giờ tiếp tục mình vẽ
điểm M, ta lấy điểm M thuộc A đấy các em này. Và đường thẳng D là giao tuyến của hai mặt phẳng. Mặt phẳng thứ nhất đó là mặt phẳng xác định với A và C. Vì A nó song song với C cho nên xác định một mặt phẳng. Và điểm M và đường thẳng B cũng xác định được một mặt phẳng. Đó, cái mặt phẳng thứ hai đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cách nào để chúng ta lập luận. Nếu chúng ta lập luận đường thẳng A mà trùng với đường thẳng D, thì khi đó chúng ta có D song song với B, thì A cũng song song với B. Thì bây giờ các em quan sát để thầy thay đổi cho các em thấy nhé. Các em quan sát hình một tí cái đã. Thầy cho hình để các em quan sát một tí. Như vậy thì các em lưu ý cho thầy là ba đường thẳng này là ba đường thẳng không đồng phẳng, ABC không đồng phẳng. Hai đường thẳng A và B thế này các em này, A là khúc này này, nó A này và B này, nó cùng song song với C. Thì bây giờ các em để ý cho thầy một tí. Thứ nhất là các em sẽ thấy rằng là cái giao tuyến D này nó chứa đường thẳng A mà điểm M thì thuộc A, cho nên cái mặt phẳng AC này nó chứa điểm M, đúng không? Mặt phẳng này chứa điểm M, rồi cái mặt phẳng xác định bởi M và B nó cũng chứa điểm M. Như vậy điểm M là điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt, cho nên giao tuyến của chúng phải đi qua điểm M này. Nhưng mà các em lại để ý này, người ta gợi ý này, vì là A và B cùng song song với C, nhưng bây giờ mình lấy là B song song với C thôi. Thì rõ ràng là hai đường thẳng BC này lần lượt nằm trong hai cái mặt phẳng mà có một điểm chung. Thì như chúng ta đã biết, chúng sẽ cắt nhau theo một cái giao tuyến đi qua điểm chung này. Đó chính là đường thẳng D và song song với C, song song với B. Nhưng mà bởi vì A này cũng đi qua điểm M và song song với B theo giả thiết. Vậy thì có hai đường thẳng A và D cùng đi qua điểm M và song song với B thì buộc đường thẳng A này phải trùng với đường thẳng D. Mà đường thẳng D này đã song song với B rồi, cho nên đường thẳng A này cũng phải song song với B. Như vậy chúng ta chứng minh xong. Bây giờ thầy trình bày. Từ giả thiết bài toán ta có M thuộc A và M thuộc D. Mình cho A song song với B và D cũng song song với B. Theo giả thiết ở trên mình kết luận ngay như vậy cả. A song song với B và D song song với B. D song song với B là do cái giả thiết D các em này. D song song với B người ta gợi ý cho các em này. Mà A song song với B thì ở trên này là có A song song với B này. Và vậy cái qua điểm M thì có cái đường thẳng A và đường thẳng D cùng song song với B. Cho nên suy ra đường thẳng A phải trùng với đường thẳng D. Mà đường thẳng A thì trùng với đường thẳng D, mà đường thẳng D thì song song với đường thẳng B, cho nên suy ra đường thẳng A song song với đường thẳng B, chúng ta kết thúc. Vậy thì từ đây chúng ta có cái định lý thứ ba, phát biểu cũng gần như trong mặt phẳng vậy, nhưng mà đây nói trong không gian các em này. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Cái định lý này phát biểu ở trong không gian, còn nếu phát biểu ở trong mặt phẳng thì chúng ta phải nói trong mặt phẳng. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Như vậy là các em dễ nhớ, bởi vì trong mặt phẳng như thế nào thì trong không gian nó cũng có tính chất tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng làm bài tập. Trước khi vận dụng làm bài tập thì các em chú ý thầy này, đường thẳng B này song song với A này, song song với C, tức là có ba đường thẳng song song đôi một thì người ta ký hiệu cách khác để các em quen dùng sau này. Tiếp tục, chúng ta có cái chú ý khi
khi hai đường thẳng phân biệt AB cùng song song với đường thẳng C thì ta có thể ký hiệu là A song song B song song với C. Như vậy là khi viết như thế này thì các em phải lưu ý là ba đường thẳng này là phân biệt đối một song song với nhau. Thì chúng ta gọi đây là ba đường thẳng song song. Bây giờ chúng ta làm bài tập sau. Cho từ diện ABCD gọi MN, PQR và S lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng ABCD, BCA, DCA và BD, tức là chúng ta có 6 cạnh. Chúng ta lấy 6 cái trung điểm theo thứ tự như vậy. Bây giờ chúng ta vẽ hình như đã. Em vẽ một cái từ diện và em lấy trung điểm này. Đúng trung điểm nhé. M là trung điểm AB này. N là trung điểm của CD này. Rồi điểm P là trung điểm của BC các em này. Thì lấy theo thứ tự các em. P điểm của BC. Điểm Q. Điểm Q á, thì của AD. Rồi điểm R này này. Là trung điểm của AC. Và điểm S là trung điểm của BD. Bây giờ chúng ta làm câu 1 là đi chứng minh, câu A là chứng minh MP song song với NQ. MP song song với NQ. MP đây các em, song song với NQ. Và MP bằng NQ. Thì các em thấy như thế nào các em? Các em thấy trong tam giác ABC này, M là trung điểm, P là trung điểm của cả cạnh, cho nên đường MP là đường trung bình. Một đường trung bình thì nó song song với AC và bằng một nửa AC, đúng không? Rồi tương tự các em xét cái tam giác tiếp là tam giác là ADC. Thì Q là trung điểm của AD, N là trung điểm của CD, cho nên suy ra là NQ này, này nó song song và bằng 1/2 AC. Như vậy là nói về song song thì hai đường thẳng MP và NQ cùng song song với AC, cho nên theo định lý 3 thì nó song song với nhau. Bây giờ nói về độ dài thì MP và NQ này cùng bằng một nửa cạnh AC, cho nên các em thấy thế nào các em? Cái tứ giác này là hình gì các em nhỉ? Thì bình hành đúng không? Tứ giác MQ NP này là hình bình hành các em. Mình hay. Như vậy chúng ta chứng minh xong rồi, nhưng mà chúng ta để ý thêm một tí nữa là cái tứ giác MQNP là mình hay. Thầy tô màu cho các em tí nhé. Tứ giác này mình hay như các em. Như vậy chúng ta xong câu A rồi. Để chứng minh câu A thì chúng ta phải sử dụng gì các em nhỉ? Sử dụng tính chất đường trung bình, sử dụng định lý thứ ba. Câu B là các đoạn thẳng MN, PQ và RS cùng đi qua điểm R của mỗi đoạn. Cùng đi qua điểm R là trung điểm của mỗi đoạn các em. Điểm R điểm này các em này. Điểm này điểm R nhé các em. Trung điểm R của mỗi đoạn. Thì bây giờ các em nhìn vào cái tứ giác MQNP này là bình hành, cho nên hai đường chéo này cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường rồi. Bây giờ chúng ta tìm cách xét một cái hình bình hành tương tự như thế mà nó có chung một đường chéo thì nó sẽ cắt nhau tại cái điểm mà trung điểm của cái đường chéo đầu tiên. Thì như vậy là chúng ta sẽ được là ba cái đường thẳng này, ba cái đoạn thẳng này nó sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Đây là tính chất của tứ diện, các em cần lưu ý một tí. Bây giờ tiếp tục chúng ta đi trình bày câu A. Chúng ta trình bày câu A trước cái đã các em. Trong tam giác ABC có MP là đường trung bình, đúng không? Cho nên là MP song song với AC và MP bằng 1/2 AC thì gọi đây là mệnh đề thứ nhất. Và trong tam giác ACD thì có NQ cũng là đường trung bình. Chúng ta nói nhanh như vậy thôi chứ chúng ta không nói trung điểm nữa. Cho nên là
NQ song song với AC và bằng 1/2 AC. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra là MP song song với NQ là bởi vì nó cùng song song với AC này. Còn độ dài nó bằng nhau vì bằng 1/2 AC các em. Như vậy chúng ta xong câu thứ nhất. Câu thứ hai thì chúng ta sẽ thêm một cái hình bình hành nữa. Đây là thể nói là hình bình hành thứ nhất này. Bây giờ sẽ thêm hình bình hành này các em này. Thế tôi màu hình bình hành này các em thấy. Chứng minh tương tự thôi các em. Mình hành này các em chứng minh tương tự nhá. Bây giờ thầy xoay hình để các em quan sát. Hai hình mình hành này các em thấy nó chung nhau cái đường chéo nào các em biết không? Chính này giao tuyến của hai mặt phẳng chữa hai hình mình hành này chính là NM các em. Để cái vị trí này có lẽ là dễ quan sát các em nhỉ. Nhưng mà nó khuất nhiều quá. Thôi thế để cái vị trí đó để chúng ta nhìn cho nó dễ. Các em thấy là cái hình bình hành màu xanh này là chứng minh tương tự nè. Và cái hình bình hành màu vàng này này chúng ta đã chứng minh rồi. Thế thì hai hình bình hành này nó có chung một cái đường chéo, đó là giao tuyến khoái mặt phẳng này các em. Cái đường thẳng MN là giao tuyến khoái mặt phẳng màu xanh và màu vàng đó. Thế thì các em thấy M, N thì có R là trung điểm. Mà hình bình hành màu xanh này á, là có MR là MN là đường chéo. Cho nên là cái đường chéo thứ hai á, RS này buộc phải đi qua R, đúng không? Vì tính chất trong hình bình hành thì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, mà mình biết trung điểm của đường thứ nhất thì đường chéo thứ hai phải đi qua điểm đó. Bây giờ chúng ta giải câu B. Từ kết quả câu A ta có từ giác MN, MN, MP, MP, NQ, từ giác màu vàng này này, hình bình hành này. Cho nên chúng ta sẽ có hai đường chéo, đó là MN và PQ cặp nhau tại trung điểm R của mỗi đoạn, mỗi đường chéo. Rồi cũng bằng cách tương tự như vậy thì chúng ta cũng lập luận được cái tứ giác là M, R, NS này cũng là một hình bình hành. Cho nên hai đường chéo M, N này các em này và RS cũng cắt nhau tại trung điểm R của mỗi đoạn. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra là ba cái đoạn thẳng M, N này, RS này và PQ đi qua trung điểm R của mỗi đoạn, đúng không? Đấy. Cùng đi qua trung điểm R của mỗi đoạn. Và đây là một cái tính chất của tự diện mà các em cần lưu ý. Cái tự diện như thế nào thì cái tính chất này nó vẫn luôn luôn đúng. Cho nên các em nhớ cái tính chất này để các em làm bài tập với nhanh. Đấy. Như vậy thì các em thấy trong cái cách chứng minh này ra chúng ta thấy rằng là cũng có liên quan đến cái gì các em nhỉ? Ba đường thẳng đồng quy. Nhưng đồng quy tại đâu? Đồng quy tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng. Thì nhưng mà chúng ta không lập luận ba đường thẳng để đồng quy. Bởi vì nếu lập luận ba đường thẳng để đồng quy thì chúng ta sẽ quên mất là cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. Cho nên chúng ta sử dụng tính chất của hình bình hành để chúng ta chứng minh là vừa đồng quy mà vừa cắt nhau, vừa là đồng quy và đồng quy tại điểm là trung điểm của mỗi đường. Như vậy cái bài tập này các em cần lưu ý một tí. Thế như vậy là hôm nay thầy dạy cho các em đến đây là kết thúc. Hôm sau các em tiếp tục theo dõi video để thầy sửa cái bài tập của bài số 2. Sau khi bài số 2 xong thì chúng ta sang bài số 3 các em. Bài số 3 thì các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi bài học. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.